Hôm qua, một thanh niên có tên Rờ Cờ đã thành cái tên sáng sủa nhất trên giới màn cà khịa, gắt gỏng đạm mùi khó ở. Sự việc đơn giản là thanh niên này được gái xin hỏi thông tin để mua mèo nhưng lại đáp trả cực kỳ đanh đá rằng bạn nói xem tại sao mình phải trả lời bạn. Chưa hết, anh chàng này còn cam màn hình nguyên đoạn gọi đáp với thông tin cá nhân của người kia kèm một ta tớt dạy tài năng giao tiếp căng cực. Ta tớt của Rờ Cờ sau đó đã gây bão vì chỉ sau 5 giờ đã chiếm được 59 ca xa rơ cùng với 40 ca lượt thả Anri. Sau đó, nhiều hình ảnh và ta tớt cũ của Rờ Cờ cũng bị đem ra bàn tán ngớt. Rờ Cờ đã khóa Facebook sau màn hình ở trên. Đoạn gọi đáp gây chấn động. Hôm nay, có lẽ vì bắt đầu mệt mỏi với những phản ứng trái chiều trên mà Rờ Cờ đã khóa Facebook. Xì cái tên Rờ Cờ, người ta chỉ thấy các tài khoản fake chứ không thể tìm thấy tài khoản chính chủ. Chắc chắn thanh niên này đã có một ngày mệt mỏi với những inbox ném đá hay những rít chẳng mấy tích cực của dân mạng. Khóa Facebook có lẽ là một quyết định khôn ngoan của Rờ Cờ lúc này. Chỉ vài ngày nữa, dân tình sẽ bị cuốn vào những drama mới và quên ngay vụ vỏi đáp mua mèo đình đám này thôi ấy mà.